Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức công bố quyết định sáp nhập Điện lực thành phố Lào Cai và Điện lực Cam Đường. Theo đó, sau khi thực hiện sáp nhập, Điện lực thành phố Lào Cai và Điện lực Cam Đường sẽ có tên là Điện lực thành phố Lào Cai và là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực Lào Cai. Việc sáp nhập được thực hiện trên nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng tài sản, lao động, các trang thiết bị, cơ sở vật chất, công tác quản lý vận hành lưới điện của Điện lực Cam Đường cho Điện lực thành phố Lào Cai. Về tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập sẽ gồm một giám đốc, hai phó giám đốc và bốn phòng chuyên môn nghiệp vụ. Công ty Điện lực Lào Cai sẽ phân định ranh giới quản lý vận hành, kinh doanh bán điện giữa Điện lực thành phố Lào Cai với các điện lực lân cận, đảm bảo thuận tiện, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng điện tại các địa phương.